NKO3 chào tất cả quý anh chị nhé. E72 bên em mới về được vài chục cây. Máy là máy vỏ zin nhé. Bên em vừa vệ sinh máy cũng như test máy rồi. Chỉ đợi tất cả quý anh chị là mình đặt hàng thôi. Đặt hàng thì bên em gửi hàng về tận nhà nhé. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán anh chị nhé. Máy E72 này em sẽ có mức giá tầm trung bình từ 900, 1 triệu, 1 triệu 1, 1 triệu 2 và 1 triệu 3 nhé. Tùy vào ngoại hình của máy, 85% đến 95% thì nhé. Màu thì bên em đợt này có về đủ màu. Màu xám thì vừa bán rồi. Còn màu gold, màu tím còn 2 cây, 3 cây này. Màu trắng còn vài cây này. Còn này là đa số là màu đen thì nhé. Màu đen thì chị sẽ được lựa chọn màu nhiều máy hơn. Đó. Đó thì đây sẽ ra trong 9 phút này. Vừa nắp sim này. Vừa nắp sim một chiếc máy này. Nắp pin này. Đấy. Này. Nắp pin này. Đó. Anh chị nhìn máy này. Nó đều nhé. Nó đều nhé. Đẹp đều. Đấy. Cho chị nhìn chiếc máy bên em này. Đấy. Máy thì rất là nhiều nhé. Đẹp keng thì là không còn chiếc nào anh chị ơi. Đẹp keng hẳn thì không có. Nhưng mà đẹp mà zin khá thì đa số đó đều đẹp, đẹp đều đều chị nhé. Kính đẹp. Đó. Máy thì nó đều các chức năng. Đó. Tím gold này. Chị nhìn máy này. Đó. Tím này. Đó. Ok. Thì đây 72 nó cả 72i chị nhé. 72i nha, nhìn chiếc này là 72i này. 72i là máy nội địa chung chị nhé. Máy nội địa chung. Chiếc này thì bên em lựa cho anh chị là chuẩn máy có wifi và 3G nhé. Wi LAN và 3G này. Đó. Thì anh chị lưu ý nhé, cái mã LM nó sẽ là mã LM530 nhé. Nó là E72i nội địa, hàng nội địa chung kem xanh nhé. Máy rất là chuẩn chị nhé. Anh chị lưu ý này, trên thị trường bây giờ bán cả cái máy E72 LM584 nhé. LM584 là máy bán không có wifi chị nhé. Nên là mình rất là lưu ý tránh để mua máy không wifi. Bởi vì là chiếc máy này nó hay ở cái wifi nhé. Hay ở cái wifi và hay là ở cái... Đây em vừa nắp pin chiếc máy này này. Đấy. Đấy. Tháo pin luôn. Đây. Máy. Còn anh chị nào cần E72 thì cứ nhớ đến NKO3 thôi. Alo là có hàng anh chị nhé. À, giá nào cũng có. Vỏ thay cũng có chị nhé. Vỏ thay cũng có nhé. Vỏ thay giá gần 680 ngàn thôi. Anh chị nhé. À, 72 đây. Anh chị nhìn máy nó đẹp này. Nó thích đúng không chị? Đây là E72i nhé. Bản nội địa chung. Cái hàng nội địa chung cực kỳ là ngon đó chị nhé. Anh chị lưu ý nhé. Cực kỳ là ngon luôn. Nên là em hay gửi cái mã này. Máy nào ngon thì em gửi thôi. Không phân biệt gì cả anh chị nhé. 1 tỷ dân nó phụ 1 tỷ dân mà anh chị cứ so đo làm gì. Hàng Trung Quốc hàng gì đúng không? Đây là hàng zin mà zin chuẩn sang Nokia sản xuất riêng theo thị trường Trung Quốc mà. Đây này wifi này đó, cảm ứng này, nó mượt này, cảm ứng này. Đấy, phím bấm này. Anh chị cần lưu ý là đừng mua phần mã LM584 nhé, bản này nó không có wifi đâu. Còn lại máy bên em bán chuẩn, anh chị là wifi 3G đầy đủ anh chị nhé. Đó. Đây. Đẹp chưa anh chị? Ok chưa? Đó thì đây là cái nô E72 bên em mới về. Chào tất cả quý anh chị nhé. Anh chị nào cần thì liên hệ với NK Mobile. Anh chị cứ nói NK Mobile bên em. Đó thì bên em sẽ tư vấn cho anh chị, chụp ảnh cho anh chị, quay video cho anh chị. Đó. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Cảm ơn tất cả quý anh chị nhé.